chuyện bây giờ mình ấy, đã là chủ của showroom QCS toàn xe sang này rồi. Bây giờ sang cán bộ chứ nị. Ôi, chú phất lên nhanh thật đấy. Trả bùa cháu. À chú còn tiền không? Bơm cháu ít. Đợt này làm ăn kém quá, đáng bí này. Tiền hả? Chỗ người quen, cần bao nhiêu cứ báo. Ở đây, cầm cái thẻ của chú mà tiêu. Thích tiêu bao nhiêu tiền cứ lấy ra tiêu thoải mái. Bao giờ có thì trả lại cho chú. Chú cùng đợt này khá quá nhờ. Ôi giời ơi, nhà chú mày tầm này không có gì khác ngoài tiền. Rồi, đúng là người có tiền có khác. Giọng nói cũng phải khác. Yeah. À, chú tưởng chú làm cái gì mà giàu nhanh đấy. Chả bùa bọn cháu, tôm lo chạy từng bữa, chả biết bao giờ mới giàu lên được. Chú cũng từng như cháu thôi, cũng từng làm công ăn lương, vất vả sớm hôm, cũng đi sớm về hôm, nhưng mà đồng lương không đủ. Rồi chú nỗ lực, rồi chú quyết tâm, chú phải làm bằng được. Làm gì hả chú? Chú lấy vợ giàu. Trời ơi, thế hóa ra là chú sóng gió phủ đời trai, tương lai nhờ nhà vợ đấy à? Tất nhiên, làm công ăn lương mới lại đóng top như mày, thì bao giờ mới giàu được. Trời ơi. À chú. Chú xem có đại gia nào mà đang cần tuyển vợ không? Chú giới thiệu cho cháu với. Rồi mày ơi, hoa thơm thì người ta mới ngửi, trái ngọt thì người ta mới ăn. Bây giờ ấy, người ta cần an toàn thực phẩm cơ, người ta cần rau sạch cơ. Thì ai lại như mày? À chú Tùng này, ông ấy nói thế là ý gì nhở? Có lẽ nào ông ấy bảo mình không phải là rau sạch? Ông Tùng, đứng ngay đây tôi bảo, nhanh ông Tùng.